cãi vậy? À, đó thì đó. Vậy đó đó, mà người ta nói là cãi. À, đi mà xà nẹo. Giúp lù đúng không anh? À, rồi cãi làm sao, rồi cộng đồng mạng chụp lên nó là đính chính làm sao đây? Nó giỏi vàng vậy. Giỏi rồi. Vàng em đúng ơi. Rồi.